Hiện tại thì vẫn có rất nhiều khách hàng đang phân vân là chọn mẫu TV nào để mà có cái chất lượng hình ảnh đẹp nhất và hoặc là một trường hợp nữa đó là cái TV mà nhà mình đang dùng là tại sao mà mua thì khá là đắt nhưng mà chất lượng hình ảnh thì cảm thấy thua so với lại bên nhà hàng xóm hoặc đôi khi mình xem đá bóng thì thấy rằng là hàng xóm đã hô vào từ rất lâu rồi nhưng mà bên mình thì bóng vẫn chưa dên cầu gôn có khá là nhiều những cái thắc mắc đúng không ạ? Xin được kính chào cả nhà Hôm nay thì em sẽ tổng hợp tất cả những yếu tố quan trọng nhất Để mà một chiếc TV có thể tạo ra được hình ảnh đẹp nhất Và trong tất cả những yếu tố quan trọng đó Thì đối với chiếc TV mà chúng ta đang sử dụng ở nhà Thì có cần phải điều chỉnh gì không Để mà đem lại cái hiệu quả về hình ảnh nó tốt hơn Thì đầu tiên là đối với cái phần mà Để một chiếc TV tạo ra được hình đẹp nhất ấy, Thì nó sẽ có 3 yếu tố chính ba yếu tố này cực kỳ quan trọng đó thứ nhất là phần mềm thứ hai nữa là về phần cứng của TV, cái thứ ba nữa là về cái đầu vào của video và em sẽ chi tiết từng cái phần một cho mọi người thấy xem là nó quan trọng như thế nào nhé. À, đối với về phần mềm thì nó sẽ có hai cái yếu tố quan trọng, một đó là con chip hay là bộ xử lý, cái thứ hai nữa là những phần mềm nâng cấp. thì đối với con chip và bộ xử lý thì đúng mỗi một hãng họ sẽ sử dụng một loại con chip riêng. tuy nhiên thì nó cũng có các đời và nó cũng có các phiên bản thế hệ khác nhau. Ví dụ đối với Sony thì sẽ là con chip X1 và con chip XR Tất nhiên là con chip XR mới năm nay thì nó cho những trải nghiệm tốt hơn, nịnh mắt hơn Và đối với Samsung thì có rất nhiều con chip Ví dụ như là Crito 4K, Quantum 4K hoặc là Neo Quantum 4K chẳng hạn Nhưng mà xếp top đầu thì vẫn là Neo Quantum 4K và Quantum 4K Là những con chip mà sử dụng ở trên bộ xử lý của những dòng QLED TV Cho hình ảnh nó sẽ tốt hơn À, còn đối với LG thì có rất nhiều dòng, rất nhiều con chip, ví dụ như là Alpha 5, Alpha 7, Alpha 9 vân vân. Nhưng mà đối với em khi mà đánh giá hình ảnh thì con chip xử lý tốt cả về tốc độ xử lý hình ảnh, cả về giải màu thì cảm thấy rằng là con chip Alpha 7 trở lên thì sẽ tốt hơn. Còn Alpha 5 thì hơi đuối, mà tốt nhất sẽ là Alpha 9. Mà Alpha 9 thì sẽ được sử dụng ở trên một số những dòng là Nano 90 trở lên chẳng hạn. Thế còn Alpha 7 thì các dòng ví dụ như là Nano 77 hoặc là một số những model ví dụ như là đời mới như là UP Uh, 77 này, UP81 chẳng hạn thì cũng đã sử dụng Alpha 7 rồi. Đến về con chip, uh, mặc dù là con chip nó đã uh, có khả năng là phân tích hình ảnh và xử lý một phần rồi. Nhưng mà uh, đối với con chip không thì sẽ không đủ. Bắt buộc TV phải có thêm một cái phần nữa. Đó chính là liên quan đến cái những phần mềm nâng cấp. Thì có rất nhiều phần mềm nâng cấp nhưng mà một chiếc TV muốn tạo hình ảnh đẹp thì phải có bắt buộc có những phần mềm này phần mềm đầu tiên quan trọng nhất chính là cái phần mềm nâng cấp hình ảnh 4K. À, thì đối với các hãng lớn như là Samsung, Sony, LG là đều có. Thế còn những cái phân khúc rẻ hơn à, TCL hình như cũng có vậy. À, nhưng mà những thương hiệu rẻ ấy, mà mọi người thấy mua online ở trên thị trường là 7-8 triệu này kia ấy, thì đối với những dòng đó thì không có hệ thống nâng cấp này đâu mọi người nhé. À, vì vậy là đối với những chiếc TV đó thì chỉ phù hợp để xem YouTube hoặc là những nội dung mà cố định có chất lượng video tốt thôi chứ còn nếu mà xem ở trên truyền hình hoặc những cái video thấp thì không xem được cảm giác nó rất là khó xem và một cái phần mềm nữa cũng rất quan trọng mà các hãng lớn hay có đó chính là phần mềm hlg một trong những cái ứng dụng mà để cải thiện cái chất lượng hình ảnh khi mà chúng ta xem ở trên đầu thu vệ tinh hoặc trên truyền hình truyền về cái này thì sẽ thích hợp cho những gia đình nào chúng ta xem nhiều ở trên những thiết bị những kênh truyền hình quốc gia À, ví dụ các VTV hoặc là xem qua à, dàn qua các đầu thu à, một tiếp là một cái công nghệ nữa cũng rất quan trọng đối với những cái video và những cái chất lượng truyền hình hiện tại đó là công nghệ mà làm mờ cục bộ đối với trên led trực tiếp hoặc là led uh, direct hoặc là led uh, full array và, và công nghệ uh, frame grimming là đối với những model mà sử dụng led việt cái công nghệ này thì bản chất là nó sẽ Uh, làm tối cái vùng led đi hoặc là sẽ uh, giúp là làm mờ cái vùng uh, những cái khu vực mà có màu sáng cái màu sắc tối để nó nâng cao cái độ tương phản thì xem sẽ cảm giác nó sẽ sâu hình ảnh hơn và xem nó thích hơn. Uh, công nghệ tiếp theo là một số những công nghệ tái tạo màu sắc, tại vì khi mà qua cái lớp lọc của Uh, qua con chip xử lý thì có thể là nhiều màu sắc nó cũng có thể là nó sẽ bị uh, biến đổi. thì những cái phần mềm hoặc là những công nghệ mà để tái tạo lại màu sắc thì nó sẽ giúp cho hình ảnh xem nó màu nó thật hơn, uh, rực rỡ hơn. Uh, ví dụ như là đối với các công nghệ như là Dynamic Color hoặc một số, một số những công nghệ tái tạo trên Sony hoặc Samsung hoặc LG thì họ đều có đều làm khá là mạnh. và một công nghệ nữa đó là công nghệ HDR. Một công nghệ này cũng rất quan trọng và uh, gần như tivi nào cũng phải có, thậm chí là cả những chiếc tivi rẻ nhất trên thị trường. Tại vì nếu như không có HDR thì xem nó rất là tối. Uh, một uh, video mà đặc biệt là những cái chất lượng sản xuất video bây giờ ấy, uh, đối với các nhà đài hoặc thậm chí là đối với những người sản xuất nội dung trên online thì cái nội dung của họ thì đều cần phải tương thích HDR. Nếu không có HDR thì xem nó tối và nó mờ lắm. Thì uh, các tivi khoảng 7-8 triệu cũng đã phải có rồi Thế còn tất nhiên là đối với những dòng tivi cao cấp, những thương hiệu lớn thì họ đều có HDR hết Và cao nhất thì bây giờ đang sử dụng đến HDR 10 cộng rồi à, Đấy là về cái về phần mềm à, Tiếp theo là chuyển sang phần cứng Phần cứng thì nó cũng được chia theo hai loại Một đó là sử dụng LED gì và thứ hai sử dụng màn hình gì Thì trong phần LED thì em chỉ cần đi nhanh thôi à, Cao cấp nhất và cho cái chất lượng hình ảnh tốt nhất hiện tại bây giờ thì sẽ là micro LED À, dòng này thì được uh, Samsung cho ra mắt từ năm ngoái thì phải nhưng mà dòng này thì rất là đắt micro led là những cái led siêu nhỏ siêu mini à, nó xếp kín ở phía sau và mỗi một cái led thì nó tương đương với lại một pixel và nó cũng khả năng tắt bật uh, uh, riêng biệt giống như kiểu là đối với uh, OLED TV vậy nhưng mà dòng này đắt lắm à, vì vậy là nó không phù hợp lắm với thị trường ở Việt Nam. À, tiếp theo sẽ là OLED TV à, với những cái LED à, diode hữu cơ có khả năng tự phát sáng độc lập vì vậy là cho cái hình ảnh đen là tuyệt đối và màu sắc độ tương phản là cao nhất thì OLED thì nó sẽ phù hợp hơn giá nó cũng xem xem trong khoảng từ hơn 30 triệu cho đến à, 5 6 70 triệu là tùy theo kích thước nữa. À, tiếp là một dòng thấp hơn OLED thì sẽ là dòng à, Mini LED Uh, mini LED là một số những dòng mà ví dụ như là Neo Pre LED trong cái video hôm qua em vừa giới thiệu ấy, uh, thì nó sẽ có những led nhỏ hơn. Uh, cũng nhưng mà tất nhiên là cái khả năng uh, làm mờ của bộ của nó thì cũng có thể chưa thể nào mà đạt được như OLED TV. Uh, nhưng mà dù sao thì uh, với những cái khả năng led vô cơ nó sáng hơn led hữu cơ. Vì vậy là cũng có thể là một số những khung hình nó cũng khá tốt. Uh, thấp hơn nữa sẽ là led Full array uh, sử dụng trên các dòng như là Q80A, Q. Uh, dòng uh, X90Z các thứ đó hoặc là Q80T X9000H năm ngoái thì cái led này thì tất nhiên là chất lượng hình ảnh là ổn và xem thì tất nhiên là thích hơn rất là nhiều uh, thấp hơn nữa một chút thì sẽ là led trực tiếp direct nó cũng là một dạng led nền nhưng mà nó sẽ xếp led ở toàn bộ ở phía sau nhưng mà nó thưa thôi à, cái led này thực ra là cái khả năng làm mờ cục bộ của nó là kém không có uh, nguyên tắc để làm mờ thì chủ yếu đó là làm tối cái vùng led nó xuống thôi chứ còn hoặc là chèn thêm một số những khung đen nhưng mà cơ bản thì về hiệu suất thì vẫn không thể bằng LED full array được. Và tất nhiên là thấp nhất thì sẽ là LED viền. LED viền thì nó sẽ rẻ nhất và nó cũng cho chất lượng hình ảnh gần như là cũng tương đối là bình thường nhất. Và muốn LED viền mà có cái chất lượng tốt thì nó phải kết hợp với cả những cái màn hình và với những cái công nghệ và với những con chip phải tốt thì mới tạo ra được hình ảnh tốt được và bên trong cái led này thì mỗi một hãng thì lại sẽ có một cái cách cấu tạo led nó cũng khác khác nhau một chút à, tuy nhiên thì một số những công nghệ mà mà led mà có thể tạo ra được hình ảnh đẹp nhất thì uh, thường sẽ là một số những cấu tạo mà dạng thấu kính hoặc là một số những led họ có thể phủ thêm một phút pho giống kiểu bên samsung hoặc sử dụng những led xanh màu sắc xanh giống như ở bên sony chẳng hạn à, thì những cái công nghệ đó thì nó sẽ giúp cho hình ảnh có cái màu sắc nó trọn vẹn hơn màu sắc nó sẽ ấm hơn và đẹp hơn đấy là một số những cái liên quan về led thế còn tiếp là sẽ đến một cái phần cứng tiếp theo nữa đó chính là màn hình màn hình thì thực ra trên thế giới hiện tại bây giờ thì thông dụng nhất thì vẫn có hai định dạng thôi đó là dạng ship led theo kiểu va và một dạng là ips thì đối với những cái này thì em cũng đã chia sẻ rồi mỗi một màn hình thì đều một thế mạnh à, va thì họ cho cái độ tương phản sâu hơn còn ips thì độ tương phản thấp hơn nhưng mà lại cho cái góc nhìn rộng hơn à, đối với trong cái phần cấu tạo màn hình này thì một số hãng họ có nâng cấp và cải thiện À, ví dụ như là họ sẽ phủ thêm vài những cái lớp tinh thể nữa thì những cái dòng này chúng ta nghe rất là nhiều đó là nanocell QLED hoặc là những dòng Chiluminos à, nhưng mà để ý là mới đối với những cái dòng như thế này ấy, thì cái giải nhiệt màu của họ ở cái tông màu đỏ và màu xanh đậm nó hơi cao vì vậy khi mà một người về sử dụng ở nhà mình ấy thì nên chỉnh cái nhiệt độ màu nó xuống một chút đừng để chế độ tự động chế độ tự động thì có thể xem đôi khi là nó hơi bị rực đối với những cái công nghệ như thế này à, và đối với những chiếc tivi màn hình mà không phủ gì thì rất là nhiều rồi cái đấy thì nó trên những dòng tivi 4K thông thường à, đó là về phần cứng à, tiếp là chúng ta sẽ chuyển sang cái dạng đầu vào đầu vào thì cũng có rất nhiều khách hàng hỏi em là bây giờ nếu mà xem đầu vào thì cái nào nó ổn và chúng ta nên lưu ý cái gì thì đối với cái phần đầu vào thì để mà xem truyền hình mà ổn định nhất thì em thấy rằng là vẫn là truyền hình cáp à, truyền cáp thì cho cái chất lượng hình ảnh vẫn là tốt nhất và ổn định nhất À, không bị tác động bởi các yếu tố về thời tiết hay là liên quan đến những yếu tố khác à, tiếp đến truyền uh, hình cáp là sau đó là sẽ đến những truyền hình vệ tinh ví dụ như là các dạng như là truyền hình cáp cộng hoặc là những dạng như kiểu đầu thu DVB-T2 chẳng hạn đó à, thì uh, nó là miễn phí à nó là cho những cái chất lượng hình ảnh cũng khá ổn với nhiều kênh HD hoặc là những kênh có cái độ nét cao À, tuy nhiên thì đối với truyền hình này thì nó vẫn thi thoảng vẫn phụ thuộc vào thời tiết một chút đúng không ạ thì vì nó truyền có vệ tinh mà ví dụ những hôm nào mà mưa bão hoặc là những cái ảnh hưởng bởi sấm sét thì nó cũng có những cái tác động à, chất lượng nó cũng có thể bị ảnh hưởng và một dạng nữa thấp hơn dòng này một chút là có thể là một số những uh, Uh, dạng truyền hình như là IPTV tức là những dạng truyền hình mà uh, truyền qua đường truyền internet thì đối với những cái dạng như thế này thì cái kho ứng dụng thì rất là phong phú tức là nếu mà để mà trải nghiệm xem rất là thích nhưng mà mỗi tội rằng là nó cũng phụ thuộc vào đường truyền internet nếu mà internet đường truyền băng thông kém thì tất nhiên là chất lượng cũng bị giật cái trường hợp này thì bị khá là nhiều uh, đôi khi mà mọi người mà để ý xem những trận bóng đá nhé. Mà cả làng cả xóm đều xem bằng IPTV chẳng hạn mà tốc độ internet bị ảnh hưởng ấy là xem rất khó chịu Nên Vì vậy là thường là nếu như ông nào ông ấy xem truyền hình cáp ấy có thể là TV thì có thể rằng là rẻ tiền thôi Nhưng mà xem thì hàng xóm hô vào rồi mà tại sao bên mình vẫn chưa thấy hô vào à, Tốc độ nó chậm hơn, đường truyền nó chậm hơn Nên là xem đôi khi là mình sẽ cảm thấy nó ức chế như thế à, Cuối cùng thì sẽ là một số những ứng dụng liên quan đến online Ví dụ như là VTV Go hoặc là một số những ứng dụng kiểu như là Uh, TV 360 chẳng hạn thì đối với những kho ứng dụng như này thì xem thì cũng tạm được nếu như mà uh, đối với một số những kênh uh, HD. Tất nhiên là cái kho mà để xem miễn phí thì nó sẽ không được uh, nhiều kênh lắm, Thế còn nếu như mình trả phí thì mình sẽ có những cái gói thì nó sẽ tốt hơn. Thì xem cái đó thì ở dạng là cơ bản thôi. Uh, nói chung là cũng tùy theo cái sở thích ví dụ như có những người thì thích xem youtube chính chẳng hạn thì trong youtube thì cũng sẽ rất nhiều nhưng mà trong youtube thì có nhiều khách hàng nói là tại sao mà cô xem nó không được nét thì nhiều khách hàng quên mất là không cài đặt về cái chế độ phân giải của trên youtube vào trên màn hình của youtube thì mọi người nên cố gắng cài đặt nó về dạng hình ảnh là dạng full hd trở lên mà chủ yếu là cũng sử dụng ở full hd thôi chứ còn nếu mà có là 4k chăng nữa thì uh, nhiều video nó cũng không phải là định dạng 4k cơ bản là video ở trên YouTube bây giờ thì chủ yếu là Full HD. thì mọi người để về phân khúc cái độ phân giải là Full HD là phù hợp rồi. 1920 x 1080 đấy là phù hợp. À, nhiều người không không cài đặt cái này vẫn để cái chế độ một là có thể là để tự động, hai là có thể để chế độ thấp. ví dụ như là 360 hoặc là 480 này kia nó thấp quá, độ phân giải nó thấp quá thì nó không xem thì nó không thể nét được. hoặc là để chỉ để HD thông thường thôi thì nó không thể nét vào Full HD được. thì đấy là một số những cái uh, cơ bản để mọi người tạo ra được một uh, lựa chọn là một chiếc TV tốt. thì đó, tất nhiên rằng là, là ở phân khúc vừa tiền nhất thì nó sẽ là những chiếc TV mà sử dụng LED uh, mini LED hoặc là sử dụng cái LED Full Array và kết hợp với màn hình VA là đẹp nhất. Uh, tại sao mà đối với cái phần cứng ấy, thì thường là led full array thì chỉ nên kết hợp với màn hình VA thôi vì led full array đã có cái độ sáng rất là tốt, khả năng làm mờ cục bộ cũng tốt, kết hợp với màn hình VA thì nó sẽ cho chất lượng hình ảnh gần như là hoàn hảo. À, còn nếu mà kết hợp với lại màn hình IPS thì cái độ tương phản nó bị giảm một chút và cũng không nhất thiết là cần phải một màn hình sáng như IPS nữa tại vì cái led full array đã LED, đã sáng rồi. Thế còn cái led direct là một số những dòng tivi thông thường ví dụ như chúng ta xem như là X90G hoặc là các dòng À, như là một số những dòng mà à, của LG chẳng hạn, ví dụ như là các dòng UP81 hoặc là những dòng UN năm ngoái thì nó sẽ là LED Direct là LED trực tiếp phía sau thì chỉ cần kết hợp với màn hình iPad là phù hợp. Đó, thì cái đấy thì nó tùy theo các định hướng của hãng nhiều cơ bản để mà tạo ra hình ảnh đẹp thì theo cái cấu hình đó là ok nhất. À, đây là một số những cái kiến thức tổng hợp em dành tới cho à, một số những khán giả mới trên kênh chưa xem về em nhiều và thứ hai là đây cũng là lời đề nghị của một số những bạn nhân viên bán hàng mới mà cũng muốn nói rằng là anh tổng hợp giúp em một chút cái kiến thức để em hỗ trợ trong quá trình bán hàng thì hôm nay xin gửi tới mọi người như vậy đã rất là cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và rất là mong mọi người sẽ tích cực xem nhiều video chia sẻ nhiều video của em hơn và đặc biệt là những video những cái model TV thì em đã giới thiệu gần như đầy đủ hết rồi mọi người cần quan tâm model nào thì có thể tìm lại trên kênh của em một chút giai đoạn này em khá là bận nên cái việc trả lời con mình có thể nó sẽ không được đều vì vậy là mọi người quan tâm đến những cái so sánh hoặc chiếc tivi nào tốt này kia thì mọi người gõ ở trong kênh của em thôi hoặc kéo xuống mình sẽ tìm thấy những cái những cái model tivi mà cần ở trong kênh ạ à, cảm ơn tất cả mọi người hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.